Chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu bộ phim kinh dị Thái Lan, chuyện kinh dị ở Bangkok. Câu chuyện thứ nhất mang tên Dạp phim số 5, một dạp chiếu phim được cải tạo từ một ngôi chùa. Sau khi được cải tạo thành dạp chiếu, vô số khán giả đã bí ẩn mất tích tại đây. Sau này không biết pháp sư nào đưa ra ý kiến để dạp chiếu phim số 5 chiếu phim 24 tiếng không ngừng nghỉ để an ủi vong hồn, hơn nữa không được bán vé dạp chiếu số 5. Tất cả nhân viên cũng bị cấm vào, không ai biết rốt cuộc trong đó mở phim gì. Đêm đó nhân viên kem đang thay poster, vô tình phát hiện một người phụ nữ kỳ lạ. Người phụ nữ này dường như bị mắc kẹt trong hành lang rạp chiếu phim, hơi giống như bức tường vô hình trong game, không thể nào đi qua được. Khi kem định đến xem kỹ hơn, thì bị quản lý rạp gọi lại. Quản lý bảo mau về nhà đi, đừng đi loanh quanh trong rạp nữa, để việc đến sáng mai làm. Ban đêm ở lại rạp rất nguy hiểm. Nghe nói được về nhà rồi, kem cũng không quan tâm đến người phụ nữ đó nữa. Một gã đàn ông háo sắc hẹn gặp bạn gái quen qua mạng tại rạp chiếu phim. Cô bạn gái này tên là Lép. Vì tiền cô ta sẵn sàng làm mọi thứ. Thấy gã đàn ông háo sắc đeo đầy dây chuyền vàng, Lép liền nảy sinh hứng thú. Chắc chắn đây là một đại gia rồi. Nếu tôi cặp kè được với anh ta, nửa đời sau này coi như có chỗ dựa rồi. Trong lúc xem phim, Lép nhiều lần quyến rũ gã đàn ông háo sắc, coi như hai người đã hợp ý nhau. Tôi thích thân hình của cô thích dây chuyền vàng của tôi. Vì vậy hai người đã đến rạp chiếu số 5 trong truyền thuyết. Bên trong không ai có thể tùy ý vui đùa. Ban đầu gã đàn ông háo sắc từ chối. Tôi không muốn vào, nghe nói bên trong có ma. Nhưng không chịu nổi sự quyến rũ của Led, nào là cởi áo, nào là ôn éo khiêu gợi, anh ta cũng không kiềm chế được nữa. Thôi được rồi, chỉ mất vài giây thôi mà, tóc chiến tóc thắng. Nhưng ngay khi hai người sắp làm chuyện đó, trong rạp chiếu số 5 xuất hiện một đám đông với biểu cảm quái dị. Anh chàng háo sắc sợ hãi lập tức kéo Led chạy ra ngoài. Led vẫn còn oán trách, anh bị điên à? Tôi còn chưa mặc xong quần áo, điện thoại cũng chưa lấy, anh vào lấy điện thoại cho tôi. Anh chàng háo sắc tất nhiên là không dám vào, bên trong có ma, vì một cái điện thoại mà liều mạng thì không đáng. Cô tự vào lấy đi, hình như chúng ta không thân lắm. Lép vừa lẩm bẩm oán trách, vừa bước vào phòng chiếu số 5. Rất nhanh, cô ấy đã gặp mấy hồn ma trông giống như từng làm việc ở chợ đêm. Những hồn ma thân thiện làm sao, chẳng đáng sợ chút nào. Không hiểu sao cô ta lại chạy, còn anh chàng háo sắc thì che mặt đợi đến tối. Thấy rạp phim sắp đóng cửa, anh ta mới kể lại chuyện này cho nhân viên. Quản lý nói, bây giờ chúng ta không thể vào phòng 5 để tìm, đừng làm phiền khán giả bên trong. Chúng ta chỉ có thể vào sau khi bộ phim này kết thúc và phải ra ngoài trước khi bộ phim tiếp theo bắt đầu. Chỉ có khoảng 5 phút, tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi. Sau đó dưới sự dẫn dắt của quản lý, họ tiến vào phòng 5 trong truyền thuyết. Sau khi tìm thấy quần áo và điện thoại của Lép, quản lý ra hiệu, đừng nói chuyện, nhanh chóng rời đi, sắp hết giờ rồi. Rõ ràng quản lý chẳng định tìm Lép, chỉ là đi vào cho có lệ. Mà lúc này Lép đã bước vào một không gian vô tận, hành lang đi không thấy điểm cuối, khó khăn lắm mới nhìn thấy nhân viên Kem. Nhưng phía trước cô ấy lại xuất hiện một bức tường không khí, không thể nào qua được. Kem có ý định tiến lên kiểm tra, nhưng lại bị quản lý rạp phim gọi lại. Quản lý nói nhanh chóng tan ca đi, đừng đi lung tung trong rạp phim. Mọi việc để đến sáng mai làm, buổi tối về nhà rất nguy hiểm. Ồ, xem đến đây mới hiểu ra tại sao không tìm thấy Lép trong phòng 5. Thì ra cô ấy đã xuyên không về ngày hôm qua, cho nên trong rạp phim hôm nay không thể nào tìm thấy cô ấy. Bức tường không khí chắc là một kết giới, ngăn không cho cô ấy trốn về nhà và gặp chính mình của ngày hôm qua. Quản lý rạp phim đã sớm biết tất cả những điều này. Lép thực chất chỉ là một vật hy sinh hoặc là vật tế. Phòng chiếu 5 chính là một điện thần khổng lồ. Thời gian trước con búp bê trong điện thần biến mất, nên cần phải chuẩn bị thêm một con khác. Đúng lúc này Lép đến gây chuyện, quản lý thừa cơ hội này giữ Lép lại trong phòng 5. Nhưng đây là thần thánh nào vậy? Cảm giác cách làm của họ không giống thần tiên. Làm gì có thần tiên cần hiến tế người sống, thần rắn rết chắc. Câu chuyện thứ hai là nhà ma. Chị mở bán hàng không đáng tin kêu và chị tóc ngắn giao đến Bangkok, dự định bán ít hàng cho mọi người kiếm chút tiền tiêu vặt. Kêu thích mua vé số, ước mơ giàu sang sau một đêm. Lần này tiền ở homestay đều bị cô đem mua vé số hết, nhưng không trúng tờ nào, ngay cả giải an ủi cũng không có. Chủ nhà nghỉ còn treo tấm biển đòi tiền thuê nhà ở cửa, không trả tiền thuê nhà thì đừng vào. Điều này khiến Giao tức giận. Tiền thuê nhà tôi được cậu lại đi mua vé số phải không? Cô chửi mắng một trận tơi bời. Kêu cũng đã quen rồi, chửi thì cứ chửi, dù sao cũng không có tiền. Nhà nghỉ này trông rất cũ kỹ, có vẻ như nhiều năm rồi không ai ở. Một tấm ảnh gia đình trông rất quái dị, người trong nhà không ai giống ai, nhìn là biết không phải gia đình ruột thịt. Nói chụp chung với hàng xóm còn có thể, mà điều quan trọng nhất khi du lịch là đăng story, họ cũng không để ý nhiều. Chuyện của ông hàng xóm thì lo làm gì. Chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng, nhưng nền tảng lại định vị họ đang ở nhà ma nổi tiếng ở Bangkok, từng có 5 người bị giết kinh hoàng. Sau khi giết cả nhà, người đàn ông tự sát, sau đó nơi này liên tục xảy ra sự kiện kỳ lạ, cuối cùng bị bỏ hoang. Người bình thường thấy tin đồn như vậy thì nên dọn đi, hoặc là đi tìm chủ nhà lý luận. Nhưng suy nghĩ của Giao khá rõ ràng, cô muốn lấy lý do ma ám để trốn tiền thuê nhà, ở không mấy ngày rồi đi, tiền thuê nhà không phải trả. Kiều thì khá cảm tính, thấy tin đồn trên mạng còn khóc một trận. Giao vội vàng an ủi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Tối nay đi tiếp khách với tôi, nghe nói tên béo chết tiệt kia rất giàu. Nghĩ đến tiền thì đừng khóc nữa. Sau khi tiếp khách xong, Giao mệt lả người ngủ say. Kiều tiếp tục tìm người ngu ngốc để trò chuyện, không có tiền đóng học phí các kiểu. Lúc này có hai hồn ma xuất hiện bên cạnh Kiều. Những hồn ma này không có ác ý với cô, nhiều lắm thì chỉ đưa cái điều khiển, có vẻ như khá quan tâm đến cô, không có kiểu nhào tới vung vuốt.
nhưng như vậy cũng không được, Cừu vẫn bị dọa sợ gần chết. Lúc này chỉ có trong chăn là an toàn nhất, chăn giống như một tấm chắn, chỉ cần thu chân lại là không ai bắt được tôi. Không lâu sau Cừu lại tè ra giường, mùi đó trực tiếp đánh thức Giao. Mẹ cậu không dạy cậu đi vệ sinh phải vào nhà vệ sinh à? Con điếm, sao lắm tật thế? Cừu vội vã giải thích có ma tôi không dám đi, có ma thật đấy. Giao không tin, có ma đúng không? Được, cậu dẫn tôi đi tìm, tìm không ra tôi xử đẹp cậu, lấy cái quần nhét vào mồm mày. Qua nỗ lực không ngừng của Giao, cuối cùng họ cũng tìm thấy hai hồn ma trông rất giống xác sống. Những hồn ma này không sợ bùa hộ mệnh cũng không sợ tượng Phật, hơn nữa tốc độ nhập vào người còn cực nhanh, vụt cái đã nhập vào người của Cừu rồi. Sau đó quay sang đánh Giao túi bụi, ai bảo mày dạy con gái tao bán thân, đều tại mày dẫn dắt con nhà chúng tao đi sai đường. Vốn dĩ làm hot girl tốt đẹp lại còn đi bán dâm, bốp bốp bốp, tát không đẹp không trả tiền. Từ cuộc đối thoại của họ có thể nghe ra, hồn ma này có lẽ là mẹ của Cừu. Xem ra Giao lành ít dữ nhiều rồi, cô đã dụ dỗ con người ta đi lệch lạc, mẹ người ta có thể tha cho cô sao? Sau đó chuyển cảnh, Cừu lại cho người khác thuê căn nhà này. Chủ nhân của căn nhà ma ám này có lẽ là chú của Cừu, và người trong bức ảnh gia đình cũng thay đổi, cô gái bên cạnh đổi thành Giao, Giao trở thành một thành viên trong ảnh gia đình. Cuối cùng Cừu nói với bức ảnh gia đình rằng, Giao, cậu phải đối xử tốt với mẹ tôi, nếu không bà ấy có thể sẽ giết cậu thêm lần nữa. Đến đây câu chuyện kết thúc, có hai khả năng. Thứ nhất là trước đó Cừu không biết chuyện, cô cũng bị ma nhập. Cô là cô bé trong bức ảnh gia đình nhập vào, cô bé đã chiếm lấy thân xác của Cừu, nhưng khả năng này có nhiều chỗ không đúng. Ví dụ như cuộc đối thoại giữa mẹ và Giao và người trong ảnh gia đình không ai giống ai, rõ ràng họ không phải người một nhà. Khả năng thứ hai, Cừu là người sống sót trong vụ án mạng đó, hoặc lúc đó cô không ở nhà nên thoát nạn, tất cả đều do Cừu sắp đặt tinh vi. Mục đích là để trao đổi vong hồn trong ngôi nhà ma, để gia đình sớm đầu thai, nguyên lý tương tự như bắt thế thân, dù sao Giao cũng không tốt với cô. Dùng cô ta làm thế thân cũng là một mũi tên trúng hai đích, người thuê nhà cuối phim là một cặp vợ chồng, có lẽ muốn trao đổi cha mẹ của Cừu, để họ sớm siêu thoát.